Em xin chào cô bác anh chị em nha. Đang quay cho quán chị em tham khảo cái bộ phát điện em mới vừa hoàn thiện xong. Con này là Kuta V1505 nha. Con này là con này đời cơ giới các bác chị em, tua chậm nha, cho nên là phù hợp với cái bộ củ phát này. Củ phát này tua 1500 ha. Thì con này nó chạy hết công suất là 50A các bác chị em. Nhưng mà em cho cô bác chị em sử dụng là 45A nha. Thì mình trừ hao 5A. Đấy. Củ phát này thì em cho ra điện 220 380. Nó có sẵn hết anh em cô bác nào mà có thiết bị gì 380 cũng xài được, 220 cũng xài được nha. Đấy. Tổng số 3 pha của nó là 45A các bác chị em ha. Tức là mỗi 1 giây là 15A. Em đo chạy cho chạy tần số là 52 Hz ha, cũng như là dòng tua là 1520 vòng một phút. Khi mà cho thiết bị vào 45A, 50A thì nó còn 1500 chẵn, nó mất 20 vòng ha. Các bác anh chị em lưu ý ha. Đó, vậy. Bên này thì cũng đang hoàn thiện một bộ nữa, không ngờ bộ này gian dở. Bộ này thì giá nó rẻ hơn các bác anh chị em, giá rẻ hơn cũng nhiều nha. Con này giá rẻ hơn mười mấy 20 cành. Đây. Thì giờ em test điện cho quán cho em xem nha. Em test 380 trước ha. Vậy là quá ok các bác chị em ha. Đấy. Các bác chị em đấu phát điện nhà thì nên đấu y chang em vậy đó. Cách thử điện là cách thử bằng nước muối nha em vậy nè. Mình tải thứ nước muối trước đi, ampe đâu đó rõ ràng đàng hoàng, volt hẹt đâu đó đàng hoàng, cái mình chưa cho vô thiết bị nha. Chứ nếu mình không có thử đàng hoàng cái đưa vô cái nó cháy rụi cái khắc nghẹt hết trơn ạ. Rồi, cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Nếu các bác chị em có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ giùm em nha. Đây thì con bên này của bác chị em có mua thì nó giá nó rẻ hơn mười mấy cành ha. Con bên này thì đang chạy 58 Hz ha, nếu mà cho thiết bị vô còn 50 Hz thì giá nó sẽ rẻ hơn, tại vì bản thân con máy này thì rẻ hơn, còn củ phát nó giống nhau, bản thân con máy này thì rẻ hơn.
Phú Phát thì giống nhau, cho nên là giá của nó rẻ hơn. Anh em cô bác có mua thì mua giùm em, bộ nào cũng được hết. Rồi, cảm ơn cô bác cho em rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác cho em video tiếp theo nhé.